Chia bọn tốt bọn tốt từ tiết này, cứ chứa cá mà vật thịp sai xâm lệnh bà bốt thịt sát sát, sai bà chăm thang ngày bà hò, bì cá khai ác sát, chạm khá chặt thỏa sát bốt thịt sát kỳ bì bọn, bàm rồi học sắp bà mối, trái được thay tí sạm sập khai mỹ thổ ná, chạm bì bọn mà phầy bì. Bọn đoàn hai bà tiếp, bọn đáy bà tiếp, chỗ vật xá, nâng á xa là hạ bổ chìa, dương cua dược đẳng đa bà tí ca xâm khán, nâng ọ chá. Thần ông thái đọc rạm cạt, bình bồ đồ mây khai á sát, rô bóc bốt thơ xa xa đực nô cử. Mỗi thái đọc rạm cạt khai á sát, bà ông trung dương cho chắc bà đệ sân thị. Thần ông bà có nây bà vô mịa đà. Bị thái đọc rạm cạt khai á sát, chỉ thay để trung lãng xoay rít xâm bạc. Bảy thay đọc rạm cát khai ác sát, chỉ thay để trung riêng từ sáng nụ, tiếp cho nên sân án áo má mô hát nụ tì. Bốn thay đọc rạm cát khai ác sát, bảo ông trung xâm đáy thoa mạch chạm các bảo vát tà nạng sốt. Bảo bánh dấu vẹp kì dạp phí khâu tiền rạm bảo ông, chỉ thay cầm đáy phí khâu xong, môn kia bóng ốc nồng lốt. Hai cô chỉ thằng ngày trung xâm đáy bà thơ mà tế xná, đồng bốn khốn ông luộc đại. Bàm, thay đập rạm cát khai ác sát, bà ông trung riêng từ bà phụ thờ miệt đá, nâng cung chăm bà vật xá, nế than trải trần. Chăm nế khốn ông vót trọc bàn chục xó xó mùa rồi bàm bấy, xong cách xâm rào cào khăn bố xài chỉ rít chế thề điệp nông bình, miên bà rốt ca mà vệ thị bốn đôi khẳng cào. Bế bực ngày bụt, đọc rạm cát bình bồ đồ mấy khai ác sát chạm khá chặt thỏa sát. Bồ tư sát kỳ rạch bì bọn bàm rồi học sắp rạm bối. Đại trái đường thái tì đọc bấy khai cạc kỳ rạch chạm bì bọn mập hệ bí. Bất nâng thái trọng, rõp bạc vế bình vật xá, tiên vật xá, xâm phút chấm nám vật xá. Nâng chẳng hắn bằng bạc, thoái bạc kênh chấm phút bạc phí khổ sóng. Chỉ cách bình chóc cam mà vị thí bạc vì thế riêng trong đoàn hai bà tiếp truyền lìa, ôi bà tiếp, bần đáy bà tiếp, bần tốp một. Nam mạng sạc ca bà rát tà nạ trái bà các ác xa là hạ bổ chía. Khân ông ủ chiên về lộ vọt, bà rất xảy lãng, vì thế châu vô xa. Bánh chạy, xôm nhôm nhất bà thỏ châu ruông chuối ô bà thòm nơi tế dự tiến. Miên đồ chìa mà hốp à hà, xông bốt xa đọ tiên vô xa. Bà rên vô xa, xếp hư bệnh. Sập bù, trái nghiết, trái kho, bà khóc, ọ, trái cháu, trái trực sĩ yếu nâng ổng có chị đàm lạc. Cá thơ bốn bà khóc đời bà nhá, tớ bán an đi sọng chán, đo tia dụ nâng tia dị cá, chìa mà chắc nảy tiền. Xôm nhôm nhiết bởi ta tinh cáp gì nâng cướng cỡ ốp, một bộ chia bà rà tà nạ trái, nâng nông cam hồi thị bồn bê lửa nghiết lúc, ỏi bán rụp rụp nghiệp phòng. Bà ách thơ tự bán bê đồng hai bà tiếp, số mê ta xâm liệt bộ phía bỏ xó, đảm bây bình chế ổng phí tật chật. Đãi chỉ đạt là, chồng phúc bà rất là nạ trái, nâng bán chìa ca ai cập hiệp nì, à sát đôi khăn lửa nì. Xóm chồng ràn bộ ảnh chướng, chồng phúc nhôm nhiết bà thó, nơi cựu tư tiên bà rạm bấy, mê ta ảnh chướng chầu ruộng chắc bộ xó, không bị thi bốn đo xâm khẳng nì. Ở bàn chán cổ có, đảm bây bằng hai phí mô tà nạ phiếp chiệt khmái, nè cổ rốt nâng thái ra xa và bút thờ xa xa đó thay thả chỉ tí xa ká rã bố chia cổ rốt xa mãi cá nâng to chùm non riêng từ ngay nữ tải có chỉ ká đầy nát chuốc chung nè châu cỏ sáng sắt và bút bạc đề má bà ông trùng tùm bà đôi tóc làm bầy mạch cổ rốt hải trọng nâng riêng chết thờ ní đòi tòa xôn nị môn nâng ảnh chửi một tu xa ná. Nơi sở ca mà phiếp đáp chá lạc bà phút bà đề má trùng sẵn, bọn đôi đọc bà rạm bầy vẹt, xôm ác nụ mô tiện lìa bì thi đoàn hai bà tiếp châu và xa, nâng bọn á xa là hạ bồ chìa, cựp cựp bà ông nâng cựp cựp khní. Bố rà miền bì xa đá, xôm tùm nét tùm nộng một căn lấy tù rù sạp xôn tọp bí, bà môi rối học sập, nâng bà rối hạ sập, rứ xôn đọc rạm, rạm môi rối, học sập, nâng rạm rối,
ពិធីរៀបចំដង្ហែប្រទីបឆ្វេលាគណៈកម្មការសាងសង់និងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាបានអញ្ជើញចូលរួមបានច្រើនកកកជាពុំខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ ពីពុទ្ធសាសនមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ១០៨សូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រជុំដល់នីតិសំខាន់ៗចំនួន10នីតិចូលខ្លួនមកបំរើសោតន្ត្រីអារម្មណ៍នៅមហាពុទ្ធបរិស័ទខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូល ផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងឈូកសសរ១០៨សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈវិទ្យុមេតា SM 96.7 MHz ចាប់ពីម៉ោង៣ដល់ម៉ោង៤ជិតភ្លឺរៀងរាល់ថ្ងៃសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរគឺជាកម្រងផ្សាយសំឡេងឌីវីឌីអឹមភីស្រីស្តេរីអូព្រះត្រៃបិដកដែលបានរៀបចំចងក្រងឡើងអានថតនិងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអត្តមកិច្ចនូវវណ្ឌីអន្តរសាស្ត្របញ្ញានិងបានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនេះគឺទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានផុសទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយឲ្យគ្រាបខុសចាស់អំពីទូអក្សរជាច្បាប់ដើមក្នុងព្រះត្រៃបិដកសូម្បីតែមួយទូអក្សរសោះឡើយ កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងនៅរាល់ការកែប្រែនៃកម្មវិធីផ្សាយដោយពុំបានប្រកេននឹងជូនដំណឹងជាមុនក្នុងករណីចាំបាច់ នៅប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ១ព្រះធម្មរតនៈ១ព្រះសង្ឃរតនៈ១ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាស្មើដោយជីវិតសពសពកាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមហាថេរព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រម ព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់បណ្ដាពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំង២៥រាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅ ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបាននាំមកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី១ដែលបានថតនិងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអត្តមកិច្ចនូវនីអន្តសកញ្ញាកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលបកស្រាយវែកញែកឲ្យគ្រាចាក់ពីទូអសក្នុងព្រះត្រៃបិដកជាច្បាប់ដើមសូមបីតែមួយទូអសសោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមអារាធនាយើងនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះដូចតទៅ មួយទៀតបុគ្គលដែលហៅថាមានភ្នែកម្ខាងនេះជាអ្នកច្រឡោកច្រឡំដោយកុសលធម៌និងអកុសលធម៌ស្វែងរកភូក្យទាំងឡាយដោយថយចិត្តជាអ្នកឆ្លៀសប្រមូលមកនៅអំពើទាំងពីរដោយកោតកម្មនៃយើងមួយផង
ដែលខ្លួនបានមកដោយធម៌ទំព័រ 63អោយត្រប់ដែលខ្លួនរកបានដោយសេចក្ដីព្យាយាមមានតម្រិះដល់ប្រសើរជាជនមានចិត្តឥតសង្ស័យរមែងចូលទៅកាន់ស្ថានដ៏ចម្រើនដែលខ្លួនបានទៅហើយមិនសោកសៅបុគ្គលក៏ 3 ខែ 1 ខណ្ឌបុគ្គលបីពួកតើដោយម្ដេចខណ្ឌគឺបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដូចក្អមផ្កាប់មួយបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដូចថ្នាក់លេខមួយបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដូចទលាយមួយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដូចក្អមផ្កាប់តើដោយម្ដេចខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះទៅកាន់អារាមស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់ ในปุพพิขะหรือปุพพิขะสมัยทอตมปอเลยจัดสับกุดตมปอเลยจัดสับสตาตะใบดอกอังกุตระนิกายเตกะนิบาตตุติยะเพียใบดอกสายสับมวยเมียนลมอขางดามเมียนลมอกันดาเมียนลมอบัดจงประกาศพรหมจริยะประกอบโดยอัดประกอบโดยพยัญชนะดอกบริสุทธิ์บริโบแตงอดอกบกุลดอกบกุลดอก ការអង្គុយលើអាសនៈនោះក៏មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងនៃកថានោះសូម្បីក្រោកពីអាសនៈនោះហើយក៏មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមត្រង់កណ្ដាលនិងខាងចុងនៃកថានោះដែរខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាក្អមផ្កាប់ទឹកដែលគេចាក់ទៅលើក្អមនោះក៏ហូរចេញទៅអស់ទៅមិនដកនៅបានយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះទៅកាន់អារាមស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុទាំងឡាយរឿយៗភិក្ខុទាំងឡាយក៏សំដែងធម៌មានលំអបត់ខាងដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ខាងចុងហើយប្រកាសព្រមិច្ចរិយៈប្រកបដោយអត្តប្រកបដោយព្យញ្ជនៈដ៏បរិសុទ្ធបរិបូរទាំងអស់ដល់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះកាលដែលអង្គុយលើអាសនៈនោះក៏មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើម มันធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលมันធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងនៃកថានោះទំព័រ76ទុកជាក្រោកឡើងអំពីអាសនៈនោះហើយក៏នៅតែមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមมันធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលมันធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងនៃកថានោះក៏យ៉ាងនោះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដូចជាក្អមផ្កាប់ខណ្ឌ មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដូចថ្នាក់លេខតើដូចម្ដេចខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះទៅកាន់អារាមស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយរឿយៗភិក្ខុទាំងឡាយក៏សំដែងធម៌មានលំអបត់ដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ខាងចុងប្រកាសព្រហ្មចរិយាប្រកបដោយអត្តប្រកបដោយយ៉ាងជាអ្នកដ៏បរិសុទ្ធបរិបូរទាំងអស់ដល់បុគ្គលនោះ បុគ្គលនោះកាលអង្គុយលើអាសនៈនោះធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមផងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលផងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងផងនៃកថានោះដែរលុះតែក្រោកចេញអំពីអាសនៈនោះទៅហើយក៏មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងនៃកថានោះឡើយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាបង្អែមផ្សេងៗដែលលាយច្រឡំគ្នាគឺ មានល្ងអង្គនំម្សៅផ្លែពុទ្រាក្នុងថ្នាក់នៃបរោះបរោះនោះកាលក្រោកអំពីអាសនៈនោះសតន្តបិដកអង្គុតរនិកាយតេកនិបាតទុតិយភិបិដកលេខ46ទំព័រ72ក៏ជ្រុះរតរាយព្រោះភ្លេចស្មារតីយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះទៅកាន់អារាមស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយរឿយៗភិក្ខុទាំងឡាយក៏សំដែងធម៌មានលំអបត់ខាងដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ខាងចុងប្រកាសព្រហ្មចរិយៈធម៌ប្រកបដោយព្យ
បកគលនោះកាលអង្គុយលើអាសនៈនោះក៏ធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមផងធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលផងធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងផងនៃកថានោះលុះក្រោកអំពីអាសនៈទៅក៏មិនធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមមិនធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលមិនធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងនៃកថានោះក៏យ៉ាងនោះដែរខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាបកគលមានប្រាជ្ញាដូចជាថ្នាក់លេខខាន មនីលភិក្ខុទាំងឡាយចុះបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដល់ទូលាយតើដោយម្តេចខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះទៅកាន់អារាមស្ដាប់ធម៌ក្នុងសម្ដាភិក្ខុទាំងឡាយរឿយៗទៅពោចិត្តសប្បីភិក្ខុទាំងឡាយក៏សម្ដែងធម៌មានលំអបត់ខាងដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ខាងចុងប្រកាសព្រមិច្ចរិយៈប្រកបដោយអត្តប្រកបដោយប្រយ៉ាងជាអ្នកដល់បរិសុទ្ធបរិបូរណ៍ទាំងអស់ដល់បុគ្គលនោះ បុគ្គលនោះកាលអង្គុយលើអាសនៈនោះក៏ធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមផងធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលផងធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងផងនៃកថានោះទុកជាក្រោកអំពីអាសនៈនោះទៅហើយក៏នៅតែធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងដើមផងធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលផងធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងផងនៃកថានោះទៀតខានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយ ដល់នៅមិនហោចេញទៅបានយ៉ាងណាមិញមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះទៅកាន់អារាមស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយរឿយៗភិក្ខុទាំងឡាយក៏សម្ដែងធម៌មានលំអបត់ខាងដើមមានលំអបត់កណ្ដាលមានលំអបត់ខាងចុងប្រកាសព្រមិច្ចរិយៈប្រកបដោយអត្តប្រកបដោយប្រយ៉ាងជាអ្នកដល់បរិសុទ្ធបរិបូរណ៍ទាំងអស់ដល់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះសតនបិដកអង្គុតរនិកាយតេកនិបាតទុតិយភិយទំព័រ74កាលអង្គុយលើអាសនៈនោះក
ើធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់កណ្ដាលធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ខាងចុងនៃកថានោះទៀតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដ៏ទូលាយខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គល៣ពួកនេះរមែងមាននៅក្នុងលោកខណ្ឌបុរសមានប្រាជ្ញាដូចក្អមផ្កាប់គឺជាអ្នកឥតប្រាជ្ញាឥតសេចក្តីពិចារណាបុរសមានសភាពដូច្នោះទុកជាចូលទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយសុំបីរឿយរឿយក៏មិនអាចដើម្បីរៀនធម៌ត្រង់ខាងដើមត្រង់កណ្ដាលត្រង់ខាងចុងនៃកថាវងក្រចកបើកបាត់នោះបានព្រោះថាប្រាជ្ញាមិនមានដល់បុគ្គលនោះឡើយខានបុរសមានប្រាជ្ញាដូចថ្នាក់លេខទំព័រ75តថាគតពលថាប្រសើរជាងបុរសមានប្រាជ្ញាដូចជាក្អមផ្កាប់នោះបុរសមានសភាពដូច្នោះបើទុកជាចូលទៅកាន់សំណាក់នៃភិក្ខុទាំងឡាយសូម្បីរឿយរឿយអង្គុយលើអាសនៈនោះរៀនធរខាងដើមត្រង់កណ្ដាលត្រង់ខាងចុងនៃកថាវងក្រចកបើកបាត់នោះបានដែរតែលុះក្រោកចេញទៅក៏កំណត់ចាំផ្ចាញ់ចេញមិនបានព្រោះថាបុរសនោះភ្លេចផ្ចាញ់ចេញដែលខ្លួនរៀនហើយខានចំណែកខាងបុរសមានប្រាជ្ញាដ៏ទូលាយតថាគតពលថាប្រសើរជាងបុរសមានប្រាជ្ញាដូចថ្នាក់លេខនោះបុរសមានសភាពដូច្នោះកាលបើចូលទៅកាន់សំណាក់នៃភិក្ខុទាំងឡាយសូម្បីរឿយរឿយសតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយតេកនិបាតទុតិយភាគបិដកលេខ41ទំព័រ76អង្គុយលើអាសនៈនោះរៀនធរត្រង់ខាងដើមត្រង់កណ្ដាលត្រង់ខាងចុងនៃកថាវងក្រចកបើកបិទនោះចាំទុកនៅផ្ទាំងចេញបានជាជនមានតម្រិះដល់ប្រសើរមានចិត្តអត់សង្ស័យជាអ្នកប្រណិប័តនៅធរដល់សំគូដល់ធរក៏បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុកបានខានចប់បុគ្គលវគ្គទី3ខានឧទាននៃបុគ្គលវគ្គនោះគឺពោលអំពីព្រះសវត្ថថែ1អំពីអ្នកជំងឺ1អំពីសង្ខា1អំពីបុគ្គលមានឧបការៈច្រើន1អំពីបុគ្គលប្រៀបដូចពេជ្រជាដើម1អំពីបុគ្គលគួរសេពគប់ជាដើម1អំពីបុគ្គលគួរខ្ពើមជាដើម1អំពីបុគ្គលមានសម្ដីស្អុយដូចលាមកជាដើម1អំពីបុគ្គលខ្វាក់ជាដើម1អំពីបុគ្គលមានប្រាជ្ញាវងក្រចកបើកបិទដូចក្អមផ្កាប់ជាដើម1ខណ្ឌចប់បុគ្គលវគ្គទី3ខណ្ឌសូមអនុមោទនាទំព័រ77ខ្សែរឿង31មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកូនរបស់ត្រកូលទាំងឡាយណា
bán bầu chia miệt đá bể đá nông tế rộp bọc luôn. Trà cô chàng nô chmô tha bà cóp đòi prùm. Mà nếu bị khẩu chàng lại con rộp bọc trà cô chàng lại ná bán bầu chia miệt đá bể đá nông tế rộp bọc luôn trà cô chàng nô chmô tha bà cóp đòi bốc bìa trà. Vốn kể cho bà bất ảnh trà đàm. Mà nếu bị khẩu chàng lại con rộp bọc trà cô chàng lại ná bán bầu chia miệt đá bể đá nông tế rộp bọc luôn trà cô tẻng nô chmô tha bà cóp đòi á hồ này dạ. Vốn kể cho nẹ cua tổ tù rộ bó để côn bộ sấy bổ chìa bật hẳn. Mà nếu bị khẩu chẳng lại bịa thả prung nụ. Chỉ chmô mịa đá bệ đà. Mà nếu bị khẩu chẳng lại bịa tha bộ bìa trả nô. Chỉ chmô mịa đá bệ đà. Mà nếu bị khẩu chẳng lại bịa tha á hồ này dạ nô. Chỉ chmô mịa đá bệ đà khán. Đồng nào nô prung hẹt ở vầy khán. Mà nếu bị khẩu chẳng lại prung mịa đá bệ đà chỉ nẹ miên ốp bà cá rạ tràn. Chỉ nẹ bầy bạch rẽ xa chỉnh trầm cốn. Chia nẹ ai côn bàn khơi lục nì khăn. Miệt đá bệ đá lục hai thả prúm phòng. Bốc bì trà phóng. Thả á hồ này dạ phóng rồi bọc côn tiền lại. Bố chỉ nẹ ăn nục rú. Nới bộ phụ sàn khán. Tổng bó chất sắp rạm bầy. Bố hải đục bần đất rơi tay nè mặt sạc cả thơ sạc cả ra. Miệt đá bệ đá tiền đục đòi bay. Tức xâm phụ tì đầy cực đốc khát. Tức ngút đừng tức liền trường bần đất rồi mây sạc xa cầu nốt. Bố cá bỏng ra miệng đá bệ đá nô khăn nông lục nì. Viện thả cầu nốt đã khăn nông vùng rạch trọ. Lúc lẹ lục nì tử căn bà rạ lục. Rồi mấy nhị dị khăn nông sản xuống khăn. Xa rương xam sập bì lụm đạp nô bệ á non miễn ảy dụ. Châu tử qua bệ đỏ miễn bệ phía lúc châu tử đỏ hỡi. Cảm thoại bằng cung bệ đỏ miễn bệ phía hơi ẩn côi khăn nông tí đỏ xòm cú. Khăn lúc bệ á non miễn ảy dụ. Ẩn côi khăn nông tí đỏ xòm cú hỡi. Rạp tu bệ đỏ miên bệ phía đủ chân ách thà. Tổng phố chất sắp rạm buồn bò bất bệ ổng đó chẳng ràng. Bà à hăng cả rạ tật thệ bà bán cả rạ tật thệ. Nâng miên niên nụ xài. Diên nịch phó à hăng cả rạ tật thệ bà bán cả rạ tật thệ. Nâng miên niên nụ xài mần miên khăn ông niềm mất đẹp ổ. Ai đó khẳng cả phóng à hăng cả rạ tật thệ bà bán cả rạ tàn là hà. Nâng miên niên nụ xài. Mần miên đó phì khô để đó nơi chê tao bị một nâng bánh nhá bị một ná. Thì khó có bảy đo nơi chê tao vì một nâng bà nhá vì một nốt xâm rách xâm ra nơi giảng ná. Cá bán nơi xâm mà thị miên sập hiếp giảng nốt. Có bấy miệt đo thì khó đại rư khán. Mà nế là nón bá à hang ca rã tật thệ bà bán ca rã tật thệ. Nâng miền nế nụ xài. Mình biên khăn ông cai đáy bà cọp đói vì nhiên nịch phóng. À hang ca rã tật thệ bà bán ca rã tật thệ. Nâng miền nế nụ xài. Mình biên khăn ông nịp mật chẳng ơ ai đò kháng cả đại phóng. À hăng ca rã tật thệ bèm bèm ca rã tật thệ. Nâng miền niên nụ xáy. Mình biên đo phì khô đã đo nơi chê tao vì một nâng bà nhá vì một. Phì khô có bấy đo nơi chê tao vì một nâng bà nhá vì một nô xâm rách xâm ra nữ. Giảng ná ca bán nơi xâm á thị miên sập hiếp giảng nô. Có bấy miên đo phì khô đè. Tổng bó lấy phát sập cột, sập tôn đọc bấy đọc ăn cốt tờ rạng đi cài tế cả đi bà tụ thì dạ phía bấy đọc lấy sai sập mùi. Bó bất bởi ổng đó chẳng rạng à hang ca rã tật thệ, mẹ mang ca rã tật thệ nâng miền niên nụ xài. Mình miên khăn ông cai và cọp đói bởi nhiên nịp phòng. À hang ca rã tật thệ mẹ mang ca rã tòn là há. Nâng miền niên nụ xài mình miên khăn ông nịp mật chẳng ơ. Ai đó khả cào phóng, à hang ca rã tật thệ bà bán ca rã tòn là há. Nâng miên niên nụ xáy. Mình biên đo thì khổ đá bàn, nơi chê tao vì một nâng bà nhá vì một nốt. Xâm rách xâm ra nơi giảng ná. Ca bàn nơi xâm mà thị miên sập hiếp giảng đô. Có bây miên đo thì khổ tá đôi mà đại khán mà nếu là ảnh đòn. Thì khổ có nông xa xa nà đi miên sạch đây trái rí đồ chân này thà. Tho mà chiết đá hào thà sngọp, tho mà chiết đá hào thà ổt đòm. Nô cư ca sngọp rộng ngọp song khá tàng ọ. Ca lẹ băng ô bật thị tàng ọ. Ca ọ tàn hà. Ca pra cha rì kẹ ca rồi luật cư bè nợ biên đừng ai khán. Mà nếu là nón, à hang ca rã tật thệ mẹ băng ca rã tàn hà nâng miên điên nụ xài. Mình miên khăn ông cai bà cọp đói vì nhiên nịch phòng. À hang ca rã tật thệ mẹ băng ca rã tàn hà miên điên nụ xài. Mình miên khăn ông nịp mất tiếng ọ ai đó kháng cài phóng. À hang ca rã tật thệ mà mang ca rã tòn là hà. Mình nâng miền niên đủ xài bình biên đo thì khâu để bán nơi chê tao vì một nâng bánh nhá vì một ná. Thì khâu có bấy bán nơi chê tao vì một nâng bánh nhá vì một nốt. Xâm rách xâm ra nơi. Giảng nà, cá ba nơi xâm mà thị. Miên sập hiếp giảng nô.
có bấy miệt đó thì khâu giáng nịch ảnh khẳng. Tổng phố bách sập mối mà nế là nón biết thả. Bởi quân ta đang chấp bác nơi được bọc luôn, đang được bọc nẹ được tế. Nóng lục rồi mến bật biến sẽ đầy nhọp nhọc nóng ả rắm. Nì mùi tê, ta tha quân phù thả bởi quân nô. Ngọp rồi ngọp ra cháp sành cứ tư trả đất. Mình biến sẽ đầy tốt, mình biến toàn là hạ bàn chlong chiết đơn chủ đề hơi. Đối chân này nè, đáy là tha cốt bù hơi khả nông bốt nạ cắp bánh hạ. Bà ra dạ nạ vẹ xâm nạ hãy nụ ảnh khán. Sai rương xam sập bấy, kỳ riêng nụ bệnh xả rây bốt miên ảnh dụ châu từ cổ bệnh miên bệnh phía. Lụ châu từ đó thay bằng cung bệnh miên bệnh phía hơi ổng côi khả nông tí đồ xóm cú khán. Lụ bệnh xả rây bốt miên ảnh dụ ổng côi khả nông tí đồ xóm cú hơi. Bệnh miên bệnh phía bàn trác được chân ách thà mà điếc xảy rạy bột. Tạ thà cốt xâm đại đói bổng phương khá mà điếc xảy rạy bột. Tạ thà cốt cua xâm đại thọ đói bức xảy rạy khá mà điếc xảy rạy bột. Tạ thà cốt cua xâm đại thọ tiang bổng phương tiang bức xảy rạy khá. Tạ bất thà bụ bộ cua để dù thọ rốt bán đói cầm rò. Khán, bỏ bất bệnh sở cốt chỉ ca cua nâng xâm đại thọ nụ hời. Bà sân bà bệnh miên bệnh phía xâm đại thọ đói xong khai bà đấy. Sầm đại thoa đòi bước sạc đầy, sầm đại thoa, tiếng sẵn khép tiếng bước sạc đầy, bước nệ dù thoa. Tầm bộ bách sạc bì, cũng đừng miền khán. Mà nếu sạc đầy bột hai nốt bì khâu, nông sạc sản đi. Rồi sạc xa dàng đi thả, á hăng cà rạ, tật thệ, mẹ mẹng cà rạ, tật thệ. Nâng miền điên đủ xài. Mình miền nông cai bà góp đòi vì diễn nịp phong. Á hăng cà rạ, tật thệ, mẹ mẹng cà rạ, tật thệ. Nâng miền điên đủ xài. Mình biến các nông điểm mật đang ở ai đó hàng cao phóng. À hàng ca rã thực thể mà mang ca rã thực thể. Nâng biến điên đủ xài mình biến đó bị khóc để bàn chê tao vì một. Nâng bà nhá vì một nà, dớ nâng bàn nâng chê tao vì một. Nâng bà nhá vì một nô xâm rách xâm ràn nữ khàn. Mình điên xả đầy bột đẹp râu sắc xa dàng đi chô. Khàn, mình điên xả đầy bột ca nà bờ mình biến. À hàng ca rã thực thể mà mang ca rã toàn hả. Nâng miên điên đủ xài khả nông cai và góp đôi vì diệt đi phong. Mình biết à hàng ca rã tật thể và mang ca rã tật thể nâng miên điên đủ xài. Khả nông đi bất chẳng ở ai đó hàng ca rã phong. À hàng ca rã tật thể và mang ca rã toàn là há. Nâng miên điên đủ xài mình biết đó vì khẩu. Đại ban chê tao vì một nâng bà nhá vì một nà. Vì khẩu rồi mệnh ban nâng chê tao vì một nâng bà nhá vì một nút. Xâm rách xâm ràn nâng khán. Mình điên xài đầy bột. Thì khẩu này tập thà cốt hào thả, bán đạch đầu nơi toàn hà có rộng lương nơi sáng nhau trên nẹ bán. Thơ nơi tí bẩm Phật tục bước trạc đằng nơi kê đi giá, lẹ bóng miền nẹ đói ốc bài đỏ lọ. Tổng bộ bách sập bầy mà nếu xả rầy bột bịa thả, tập thà cốt xâm đáy nơi ca lẹ bóng ca mà xài nhá nâng tô mà nô, tẻng phì phóng, nơi ca bẩn tô bóng thầy nẹ phóng, nơi ca ham khót cốc ở chạm phóng nơi thọ đỏ sát. Đói ổ bê khá nâng sạch tệ phòng, nơi bật thiết nơi sạch đầy trái rít thỏ phòng. Nơi ca rút sổ lạc đói ả rà hát tập hòa phòng, tha chìa ca tùm liên bóng nơi ả vừa chìa. Đối chân này ní, tập tha cốt bù hời, nông ụ tế giáp bà nhà há, bà ra dạ nạ vẹ, xâm đáy hạt nì ai ảnh khán. Xa rướng xam sập bốn, mà nêu bị khẩu thẳng lại, thò mà chiết bầy nì, chỉ hạt ở cát cảm khán. Thôi mà chết bầy tá đôi mà đáy khẳng, cứ lô phía chỉ hẹt ở cả cả muối, tô xạ chỉ hẹt ở cả cả muối, mô hạ chỉ hẹt ở cả cả mùi khán. Mà nếu bị khẩu chẳng lái, cam nà đáy bậc cua thơ. Vì cam mà vị thịp sai xâm lệnh rập Phật Thật Sạc Sá, sống chung, nề tì bọ xài á xó sạc mạnh. នៅទីបកស្រាយអសរសាស្ត្រខ្មែរនេះកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រមាណ7ចងក្រងនៅព្រះបន្ទូលរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជោតទុយាណោជួនណាតដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងនីតិបកស្រាយអសរសាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ទី60នាទីនេះសូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅព្រះរាជកុសលចំពោះព្រះបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់
xâm lạch để xong thời gian chốt từ diện nào chuẩn nát xong lấy sân thị vị diện để ổng trông xa chiến từ cảnh để xúc là thạch hộp công bầy khuyến khuyệt lời xong có thơ bò đi sát nhất là thỏ lý môn nâng ảnh chửi tam đáng bè xâm đạp nâng xâm đạp đại biết là sâu sảnh đảm đố tỏ từ สัจจะสัจจะไอ้เจ้าแปลทะเนี่ยมีสัญญาบัตรในศาสตร์อสาสาทางศาสตร์เนี่ยมีสัญญาบัตรนะต้องสะกดลงเสียซ้อมจะล้ําเกจับตีจับไปเลยจ้ะ ក្បួតអែងក្បួតប្រក្រោមដល់លើក៏លេងខ្ញុំនឹងណាញ៉ាបាត់ណាក់សំស្ក្រឹតតែដូចរាស្រៈគ្រិស្ណាមនេះឯងហ្នឹងក៏គេសាស្ត្រីដាក់ម៉ានេះសំស្ក្រឹតដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនមែនចេះគ្រាន់តែមើលបាញ់មិនមែនចេះគ្រាន់តែប្រែរួចទេចេះនិយាយតែដល់ឋានៈសាស្ត្រីនិយាយសំស្ក្រឹតបាន ไปเจอสิกะใดไอ้กบบุญฉบับไอ้เธอรู้จังอ่ะแล้วโลกนั้นโลกอาการะตะมันต่ออ่านไปหมอบอกปุ๊บสระยมเอาใจสมัยปุตตะวันลูกใจบอกที่อาสาสร้างสระที่เพียรสร้างนั้นปั้นนั้นยีปิตะเกะขมาได้จำรงจำรานยางนามเมียนสลาเรียนข้าวสมัชชีไอ้คลาสก่อนยอดตะไคร้อ้อยอินเดียสระมันนะเมียนไปยอดนะ มันต้องจะต้องเกิดออกเราอันตรายยอมมาเมื่อไอ้ครบโครดโดยตันตาก็จะเหลือเมื่อเราตอนที่วันนักเรียนยังวันจังยืดยืดเจอตำแหน่งใดเจ้าลุยอาสาพระเทวนักเรียนจังอ่ะอาสาเทวนักเรียนนี่ไอ้ผมไปมาขนมอินเดียนี่ยอมมาปราคันมาดรา ย่อมย่อมมาปราคานแง่กระดาษนี่กรุงกาลกตานี่ทางไอ้บังเกิลสัตตาสอนนั้นพ้นก็ย่อมมาเป็นไพร์แต่ปุ๊กคางและที่มหามัดทางศาสนาอิสลามมันพร้อมไพร์เนื้อดาตรเซย์คอยกับไพร์ที่อันยอบสักปุ๊กคางนี่นะอิสราเอลเอาดอง ตุ้มเจ้าสารพิษสัตว์ท่านแต่ละวิวจังไงเจ้าสารนี่สัตว์ทงทงสัตว์กิจเจ้าตุ้มเป็นโยรปีกับบัตรสัตว์ท้อตามมาคล้อยเอาไปเซ็นทัดเดย์ตุ้มปีนี้ก็ระบาดเล็กๆเลยไม่ได้ไม่ยืนไอ้สังเวียนกันเต้นนะคราวเป็นยืนจะถ่ายจูงการจับมันจูงการถูกกระด อันนั้นปลุกเปรี้ยเปียกค่ะคนเอาคาเทียบจับบ้านมันนั่งกระยำไม่ใช่อาตมาเตยเตยกรุงมิเซียนุนุจับบ้านวิจุนุสระปีปราเลยพวกมันจับบ้านประมาณนี้บัดบัดคืนคืนงามงามบาคาล้วนไอ้หอยคางจำนายโลกเราจะไงช่วยโดยจุดเดือดร้อนวิจุนุสมองบังเอวันข้องฟง คือถ้าชวนชาวบ้านนะชวนการสดับเสาบานพรมเมฆเวอร์มันชโลมันดอมอันนึงมันเมียนพนมจราอันแล้วโลกนองมอไอมาปกปิ้งวิเชียร์ทางมันเนื้อหาวทางสกปรกเพียบอาณาไม้สกปรกเพียบนู้นประชุมสักสาธารณะสกปรกบาลวิสมมติใบบุญชนะมหาการสมนู้นนุเพลประชุมอนุสังจะรักมหาสนิบาตสังมรกรกไห ก็ตัวสนาการถ้าบ่อยหรือซ่องมาสดับการนั่งจะการออกรมตอนดังวิธีการเพียโรคจมูกไอ้แมนจะอ่อยเชิดเป็ดมาเต้ก่อนปัจจุบันสักที่ยกเชิงวัดบนเตียนไอ้เมียนออกการก็ปัจจุบันก็อ่อยคลื่นอ่อยโยกก็มาอ่อยเป็นได้เป็นได้ตามจำนำตามเคลือบนู้นตาบานเต้บานจะซ่องดังอ่ะทำไมวันนี้ถ้าเต้ไม่ได้สรุปเลย มีเทพเป็ดหมอนี่ก็เอาสควอลอันนี้จะหาทักษะรักษาคลุนรักษานี่คือเนี่ยครับ
lấy cái chuột cái tình nghiêm đấu trâu riêng mà chẳng hà sập ông nâng ở dưới cục khai cục sọc ở phát đồ của nhà tớ nà rùi hai nà nâu lai tổ chết tổ chẳng ai ở màu hai ở rốt lúc để mọt chắc chết đây chết như vậy ta vô lực hơi một người nó cũng mọi mọt báo cho vinh vậy em khát nó mình dọc đi thế cho anh đại nụ quân mọc luôn ai anh dây kia nụ quân thơ mọc băng nó ép đo mấy cú ai nói cho thơm thì đáng khi miền thế sọc nâng bạc cả đáng là thơm á có hình dây càng lâu càng sạch nà này tớ thả thơ là ai khát sọc hoặc còn nâng rồi đưa anh nụ quân thơ là rồi trước tập bán được khu nâng à xa thơ mô phần phình bạn nằm mò mà đong mò lâu nít bạn cắt một cọc con mò được ra cả nụ thà bỏ mò tam lâu chướng tam giúp các bạn đào mò cả thật trang cả lần đào mà tầm lấy mò mình rủi tầm lấy miên sọc nâng tân tầm mò phát bước phố vật tiếp lấy chênh lấy chôn tầm lấy nó chuôn và lăng chân lâu vật tàu ấy châu phân thì nó mà dư bán đã đào mà xuống với cái miên sạch อ้าเพียงสระอายเด้สรอกนั้นนี่สิสมัยธรรมจักรสู่ธรรมนั้นมาประมาณเนาะเด้อมันได้ทันเด้อมันหาแม่นนี่ยายออสรับนึกลูกทาสรับบ้านวิจุจนกาโอ้สรุปนะแล้วนี่ก็จะสรอกมวยเอาแต่สรอกธรรมบ้านสมัยทุกเยียงทุกที่ดอง อันนั้นธรรมะถ้าเอาไปกาดวัดมวยต้องสรอกนั่งเจอสัตว์ทะเลวัดโน้จะง่ายไปสรอกทำไมเจ้าอย่างจิตเชียงเกี่ยวกับพอดดับไปลงนั่นช่างง่ายเรื่องเมียนพรำกันดับเมียนไอ้เนาะแล้วประกาศวัดน้อยอ่านุกุลทำไมต้องนั่งวัดทำไมนั่งเอาชมวัดกี่รีรังใส่โอ้เมียนโคนพนมมวยแต่ธรรมะได้แล้วนั่งเรียนเลยธรรมะนัดเคยจังเลยจีบ มอประชุมรอฉะนั้นเตวิ่งเตอ้อยรอนนี่รอนนู้นตามเราวิ่งยิงอ่านโลกเทียบผมจะนั่นเอออ่านเมียนการยุบโยเลยที่คือลุ้นเราฉะนั้นนะกูอ่านนัดหายขาดประเวทไม่นู้นมอปิดชายปิดทางจอมซานนู้นก่อนนั้นนั่นตามยุบบ่าวปั้นในน้องมันไปบ่าวโดยทางหมอกดัง ไอ้กูดำเอ้ยมันดำโยเธอไอ้เจ้าตำลงใครนะตำลงตีนตำลงจูบมามองเมียนตะคุ่มเองมันเนี่ยฉันนั่งมือจับจีจับตำลงนั่งสาวชันตามเราหนังกบฉันไงนะตะโบนะตะโบตำลงตะโบไอ้ดุยบักไอ้เยอะตัวนะยิ่งได้มาเนี่ยหนูจิตใจนั่งฟังเนี่ยที ดูโลกมันจะเสียเปียกมันมัดเมียนกี่ชั่วทำไมจะเสียเปียกจะเสียอ่อนดุเฮ้ยปีปกเปียกนี่ทมนะทมความเปล่าจัดมือเมียนเดี๋ยวซ้อลูกนะมือเสียเดี๋ยวโฆษณาการมันมอ เซวิปปะเดชาวะซาวิโอยบาตมรูเนียโอยเดโอยซาวะอันนี้จะน้องดักซิ่งเกี่ยวกับอะไรเนียมแปลท่าจัดก็เอามันจัดกับบ้านยิ่งทำวิปปะเดชาจังหวะแปลท่ากา นึกเคยนึกปลายตรองตามสัมการนึกเคยให้การนึกเคยให้สลายกล่าวอันนึกปลายตรองตามสัมบอกปลายยกสัมนี้ปลายทางใส่กระไดสลายกล่าวใส่กระไดสลายกล่าวดักวงจร อันนี้ยังสนองวัจนะความยังเมียนได้
hỏi anh ấy chấm lắp chắc là nạn niêm chấm lắp nông đặc sùng ba chân nông đà giống cho cả các niêm rút cho chỉ biết và để xa rầy thế cứ thầm nuôi niêm rút và để xa rầy hồi ăn mà mình cần vô tam nè xua nó cái xua cho nắng rồi thằng cái chung nó rút và để xa rầy ba chỉ thấy lớn chỉ có thấy rút và để xa thì mì đặt lòng rút và để xa rầy rút và để xa thì mì rút xa thì nay của ban và mà so với sầm lên tối nữa nếu người sơ tâm miên phải chạy về với sai phạm ở tới kia trai lưng rồi ở tới chỉ phong lưng thì chạy lưng là phong sắp phải lưng là lấy lưng đối cho bà răng chứ nào trai tha mẹ niệm buông được kia rồi chân này đó ta đã ấy là tiệt đã tiệt tiệt ở đây sao thế tiệt cái bà răng ấy ở đàn của cô lan ấy tiệt này tụi bạn nó thấy tiệt chứ nhìn mình chẹt tiệt đó cho nên mà thôi luôn biết có mình chẹt tiệt rồi chẹt còn lúc đó tao đang ngồi chẹt nó bị ở tháp bán từng là than nẹt miến sẽ chuẩn đây sẽ lại khâu như thế này thứ thần nẹt sẽ lại khâu nẹt miến thì đây sẽ lại khâu miệng nó vừa thùng nó càng khâu chật càng khâu thò sát sanh này cứ chỉ thùng nên còn năng mùi ấy bởi dường như đạo lâu thọ tới vượt qua đây xa rắc ní chỉ tu thọ mình men chỉ tu vì này thế con vì này nó ai nhóm mọi cái vượt qua đây xa rắc nụ mình men thì dễ bị ca lọ thì dễ thì bị ca cọ dễ bị tục bị cầm học bị ba bị tục ấy để dường thời đó bị trôi rồi hay là trôi rồi hay mình đang cài mình cài cài hay con chết nó ngầm sao lại nước là cà na tô chất mà dùng phải thả tô chất các bạn nói thả tô chất sẽ lên lục đặt vô người cho cái cá tô chất sẽ lên à lừa đặt vô người cho thế à lừa có phát nó vượt ở đây xa ra nó đặt chống đặt vô người cho thôi thế cho cả นั่นคือจิตเตียนของไอ้น้องนี่นี่ไอ้ที่มีตัวบ่มันนี่คือตาตัวเจ็ดออกไปที่ตาตัวเจ็ดโตจัดหมู่จอดคือไอ้ตาตัวนี้มีตัวเจ็ดนี่คือมนุษย์เนี่ยมีตาตัวเจ็ดนั้นบัดนี้ นึกจังเด้อว่าโตจักคือสดายกรอยคือไอ้ผู้หายอุปมาถ้าบ่ยิงเยิกคุณใส่มาได้ปุ๊บเมตตาบิดายังยืนคานเนาะบวกพลอดแรงมูมเมาบานปูนเปียกสมมาตรมือนี้ก็ต้องเธอไอ้ก็ก็ได้ก็หายจิตได้ล้วนอยู่ทุกวันนึกลังว่ามันลบมันบัดลบมันบัดจะสนึกลังโตจัน นึกสบายกรอยสบายกระตุกที่ตัวสนานแล้วโตตัวบักสบายให้หลุดเลี้ยให้ตัวเนื้อจะสบายกรอยนั่นเหมือนบัดของเงี้ยนะท่านหมดสบายนี่เงี้ยแต่ในหัตถ์นานเย่ต้องเจอจุดเผาท้อทำนักกายกลับหนึ่งเงี้ยเหมือนลูกคล้ายเนี่ยเด็กน้องโยธาสมเพียงเนี่ยเงี้ยสมบัติพลังหน่อ ดาวสมบัติพลองมอจิตเพียอักระอักไรหนึ่งซ้ำมันรวมด้วยก็นาธนามันตกกันด้วยก็ทางโดยจิตยืนใจแต่รองร้อนมันแม่นตำเราด้วยการน้ำลูกนานาพรบานสมบัติเราประมุขเราโยงไม่คงถูกเมียนเกลี่ยริควนนินเทียก็อ่องได้ได้ลุกปรังมาลังหายแต่ยังก็เกิดผลพระจิตประจันก็เกิดผลพระได้นางคุยเสียมก็ไปทำเหมือนกัน
nan dây chán của kim sợi chất, nan dây hưng hưng của kim sợi chất. Long lộn nó của kim nan 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 to kích rùa trong kim nan kê. Ra tất ra đào chạy ra ngủ, mình pinch chất nát thơ ca hai tháng ngày. Wait ba. Tân đâu pinch chất nát hai lúc 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 tôi nấu xìm xìm chụp bay chiếc nạc tàu ở đây nạc thống ở đây nạc có lo cầm sắp giang na chiếc dưỡng ở đây á dưỡng tớ dưỡng bác đoàn tia kê đọc lẽ đôi thơ tụi bọt lòng chê kê ấy cho nó ăn anh nâng bác kê mẹ mà sao mây khuôn mà khang đây tụi tôi bọt những cái to to cái đau cái anh nâng mân miên phao đo dưỡng của mẹ này. Vì vậy nếu tôi chỉ bảo rằng được sao chạy khám dầu mất khám chạy vĩnh vừa ớt thả lại đi. Ba kê nẹ thì tôi sẽ bỏ nó kê mình khẩm. Dù có đoàn tia kê kê mình thì tôi dọc cho thơ cho tôi cho cô nên thế kê. Và người đó chẳng thả lại sao đó. Mấy trăm ra là hắn đi, nó dương kê dương nó mà lắm. Nó nẹ để có đoàn tia để long sẽ bớt để ai nâng mình đai luôn luôn đấy à làm mà tham ái vô phần nó ngay chừng năm mình được đoàn tiền là nay vẫn chừng năm thôi cứ thầm miên tu đọc giang kia lục pháp thầm miên tu đọc giang nâng và mình khớp thế phần thầm miên là mũi bàn mà mình khàn ắt ắt chân nó xiêm xiêm nó sập và đẻ ruột chừng ngư mò ói sực ói khôn đặt trả say ấy bao nhiêu dây ta mà nó là nó cứ men bạc chát đấy ông phơi à, các thằng mấy như anh vừa mà thử rồi, cũng nấu sọt nấu sọc sọc chảo luôn chọc từ lương chè đẹp từ luôn nâng vô vực yên mới ao tập ban thì ở đây tập thì bà tập ní anh mình men cao ông pi nè ná cứ cao ông pi luôn dưỡng đại dưỡng thưa từ hai hai vừa mình sầm lại thôi cái đấy sầm lại đấy vừa miên viết và đấy xa rạ nâng nước đá tàu chạy thắng mình cua thua sao và sau đây cái rau thì nít chẳng phải ăn gì cả cái chế ăn nhưng tôi chặt ruộng này nước khơi ruộng này phao nước mình đang sau kịch luôn cho bầm cơ bạc lắm đôi chỉ nẹt lòng trong bát nam em mà ro chì ruộng nạp thùng ấy để cắt đau cả hai cái kim mình to bọt cháu thì bắp luôn đâu kim thì vô phao với khuôn nó vừa mưa mau cắt đau cả hai cả ai như nâng tới đọc khá nâng vừa mình sắp rách vừa thế à tôi nâng lược luôn với anh ấy mình đăng luôn đi đâu chỉ cái bài thủ đi cam thủ tích ấy tôi lược này kia ấy luôn cho trọng khía rồi cho bài trả khía rồi mình cho này kia anh nâng vừa hào mà phải để ai vĩ anh ấy chụp lâu thơ đấy con đọc khá nâng vừa cứ bất cứ chẳng nào nói xong mà ăn lúc kết mùi rồi nhưng tao khai trên nít thì hao thao vừa bằng lắc anh mai chậm năm cho anh đã lưu bà thơ là mẹ nó mơ mày ta thơ ấy đo men tay này mình sầm lạch tiếng ta kỳ niệm đôi chỉ dương bà dương dây đo mà lâu tới thùng đông lắm người ta tiết Campuchia dân sắp ngày đang miền sân bạch của một đoạn của ông rục rộng này nóm đập nóm lâu hối dù miền mà lúc này đều vừa mô tất chân thật tê biết biên người ta dù chưa người đi tất ta được cái thua nâng cứ thầm mình men thua đôi đọc bách à có đọc thế cứ thả thua ở sắp ở chùm ra ở ban lúc đó hối luôn miền cầm mất xe nghe dô mô tất chân mô chúng ta thử chụp bay thùy na và đòi cho mình đá bán ca mùi đấy mình đá bán ca đấy bên dưới khi bảo quát phong sao đá thì bình nề môn nấu ăn đìa nấu ấy để dương riêng tam của pi dưới mình sao ăn đìa đó á của pi sa sơn này ná để mình ăn đìa nó của miền nấu khăm ai ná mùi của miền khăm ai ná cả tròn phèn của sao ta nè ăn đìa rồi đó của dương người tam mình khơi thì mình đã khóc mũi mình đã khóc mũi ra thôi mà bởi vì sao em bị sốt mình sa sơn na mình chỉ mưa nó còn xa rồi chắc con đã sập tết một khơi men rồi mà bán trên nhà xô thì biết phải đi xa ra nếu không thằng lời
sẽ cho đây nít chứ đâu nữa. Bạn dê ở hỏi hai cho tận nôm hết nôm rương nôm sẽ cho đây một bình chết hỏi khơi nữa. Bình chết trang rương trên nghe trang rương còn lon cho hai trang rương có nông ta chụp bằng nạc ca để dương ca toàn nít. Hỏi khơi anh ta chia bạc cắt đôi chưa cực tiện nâng thảm này. Xong mà chỉ giúp cho việc bà đệ xa rã nâng cư xâm rãm phá rãm phá lợi chất chia niếm phạm ẩm phư. សាធុសាធុគុំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបុត្រធម៌ជាអ្នកស្ដាប់ជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅព្រះបន្ទូលរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូលទៅញាណោជោណាតដែលគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទើបនឹងបានស្ដាប់អំបាលមិញនេះសូមឆ្លាស់តែប៉ុណ្ណេះសិនចុះសូមរងចាំស្ដាប់នៅទីនេះនាពេលខាងក្រោយទៀតសូមមកទើសនៅព្រះសូរសៀងនេះទុកជាបេតិកភណ្ឌសម្រាប់ជាតិខ្មែរខេមរៈជា
ូងបលឹងកូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបជាអមតៈតរៀងទៅដំណឹងស្ដីពីការជួបប្រជុំគ្នារវាងញោមញាតិព្រះធរជាម្ចាស់អ្នកចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រសាងពីថ្មភ្នំសូមប្រកាសជាឧឡារិកគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិព្រះធរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីទាំង25ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមេត្តានិមន្តនិងអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោមនេះការកំណត់ជួបជុំគ្នានេះចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃពុធ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងបុណ្យដង្ហែប្រទីបបណ្ដែតប្រទីបអាសាឡហៈបូជានិងចូលព្រះវស្សាអាស្រ័យដោយបានប្រគេនជូនខាងលើនេះសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទទួលដំណឹងនេះហើយមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននេះឲ្យបានដឹងឮសុខសាយទៅកាន់មហាពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយសេចក្តីអនុគ្រោះការជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍនេះគឺដើម្បីចុះពិនិត្យតលនៅការដ្ឋានដាប់ឆ្លាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាងបានដាប់ឆ្លាក់ប្រមាណជា 25% ហើយរីឯការងារសាងសង់ដែលនៅខ្វះខាតចំពោះមុខនោះរួមមានការចូលដាប់ឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះមួយឈ្មោះ600ដុល្លារគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនៅខ្វះចំនួន16ព្រះនាមនឹងឈ្មោះទៀតនឹងត្រូវគ្រប់បិទបញ្ជីឈប់ទទួលហើយរីឯការចូលដាប់ឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះដែរតែមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនៅខ្វះចំនួន294ព្រះនាមនឹងឈ្មោះទៀតសសរប្រាសាទឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំនេះវិញបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន35ដើមសសរនេះក្នុងមួយដើមថ្លៃ2500ដុល្លាររូបចម្លាក់ព្រំមុខ4នៅខ្វះចំនួន32រូបក្នុងរូបនីមួយនីមួយថ្លៃ1500ដុល្លាររាល់សមិទ្ធផលដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះបើញោមញាតិព្រះធរស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យញោមញាតិព្រះធរអាចភ្ជាប់និស័យចូលក្នុងការកសាងនេះបានតាមលទ្ធភាពធនធានពុំមានកំណត់ឡើយទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដោយផ្ទាល់តាមខ្សែទូរស័ព្ទដូចមានបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់ការផ្សាយតាមវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃទស្សនានឹងស្ដាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតលតកក្នុងនីតិដំណឹងផ្សេងៗចាប់ពីម៉ោង1រសៀលតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃ
ទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះឧត្តមកិច្ច Novandi រយៈពេល 1 ម៉ោង ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអនុមោទនាបុណ្យកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ 18 ម៉ែត្រគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នា សាធុពុទ្ធបរិស័ទខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះឧត្តមកិច្ចនូវវណ្ណីអន្តរសាសន៍បញ្ញាប្រធាននៃកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា ជួបគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា បន្តអុជប្រទីបដង្ហែប្រទីប បណ្ដែតប្រទីបអាសាលហៈបូជានិងចូលព្រះវស្សាឆ្នាំនេះវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអាសាលហៈបូជាដង្ហែប្រទីបអុជប្រទីបបណ្ដែតប្រទីបតាមកម្មវិធីបុណ្យដូចខាងក្រោមនេះចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃពុធ15កើតពេញបូរមីខែអាសាឍ ឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2608ពេលព្រឹកនឹងថ្ងៃត្រង់រាប់បាទនៅវេលាទេយទានព្រេងវស្សាទៀនវស្សាសម្ពុទ្ធចំណាំវស្សានិងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតថ្វាយប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីពេលព្រឹកលុះម៉ោង5និង30នាទីល្ងាចពិធីដង្ហែគ្រឿងប្រទីបជ្វាលាអុជប្រទីបបណ្ដែតប្រទីបក្នុងស្រះមួយចលិនបន្ទាប់មកនៅមាសការព្រះរតនត្រ័យវេលថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាប្រកាសអាសាលហៈបូជាក្នុងឧឈានវេ
ឋនីជាដើមមកបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យនៅក្នុងកម្មវិធីដង្ហែពេលល្ងាចដូចផងក្នុងការដង្ហែប្រទីបនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឲ្យបានឯកភាពគ្នាដំណឹងនេះចាត់ទុកជាការគោរពនិមន្តនឹងអញ្ជើញចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទខេមរៈជាតិញាតិព្រះធរនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជិតនឹងរាជធានីភ្នំពេញសូមមេត្តាចូលរួមអនុមោទនាយកចំណាយភាគផលកុសលផលបុណ្យតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងអង្គនឹងរៀងខ្លួនកំបីខានឡើយដោយឡែកថ្ងៃ15កើតពេញបរមីនេះដែរក៏ជាថ្ងៃណាត់ជួបជុំមហាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិព្រះធរជាម្ចាស់អ្នកបានចូលបច្ច័យចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រសូមអារាធនានិមន្តនឹងអញ្ជើញចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយមេត្តានិមន្តនឹងអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាដើម្បីចុះពិនិត្យផ្ទាល់នៅការដ្ឋាននិងសកម្មភាពជាងដែលកំពុងដាប់ឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលធំជាងគេវែងជាងគេក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108ស្ដាប់ការផ្សាយតាមវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតតកក្នុងនីតិដំណឹងផ្សេងផ្សេងចាប់ពីម៉ោង1រសៀលតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋានព្រះឧត្តមកិច្ច Novandi រយៈពេល1ម៉ោង1ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃពិធីបុណ្យអាសាឡហបូជាចូលព្រះវស្សានេះមានគោលបំណងប្រ
ប្រមាណប្រមូលញោមញាតសពបរិសុទ្ធបរិច្ចាគធនធានចូលរួមចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់នេះជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនាបុណ្យអាសាឡហៈបូជាចូលព្រះវស្សានិងបុណ្យដាប់ស្លាកព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ10 8ម៉ែត្រគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពុស្តាតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទដូចមានបង្ហាញជូនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់សូមអរព្រះគុណនិង